Mến chào quý vị khán giả đến với tin tức 24 giờ TV, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi trong nước và thế giới. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Kính thưa quý vị, trong bản tin mới nhất về chiến dịch bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 hôm nay, mời quý vị đến với tin chính sau đây. Trump nguy to khi Bộ Tư pháp Mỹ chính thức vào cuộc điều tra nội bộ về nghi vấn lật kèo bầu cử và nhiều người Mỹ ủng hộ việc luận tội. Chính quyền Biden sẽ bắt tay với đồng minh cứng rắn ngăn Trung Quốc lạm dụng kinh tế. Ông Trump lần đầu lên tiếng tuyên bố mở văn phòng ở Florida ngay sau khi bán nhiệm. tiết lộ về nút bấm bí ẩn xuất hiện trên bàn làm việc của Biden. Sau đây mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Trump nguy to khi Bộ Tư pháp Mỹ chính thức vào cuộc điều tra nội bộ về nghi vấn lật kèo bầu cử và nhiều người bị ủng hộ việc luận tội. Tổng thanh tra Bộ Tư pháp Mỹ, Michael Horowitz mới đây cho biết, cuộc điều tra sẽ chỉ nhắm tới các cựu quan chức và quan chức đương nhiệm của Bộ Tư pháp và không mở rộng sang các bộ ngành khác. Theo Reuters, đây được xem là nỗ lực của Bộ Tư pháp nhằm duy trì các quan chức không trung thành với chính quyền mới của Tổng thống Joe Biden. Cuộc điều tra được tiến hành sau khi New York Times tự tin, cựu Tổng thống Donald Trump từng cân nhắc sát thải quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeffrey Stanton thay thế bằng Jeffrey Clark một luật sư của bộ này với hy vọng Clark giúp ông đảo ngược kết quả bầu cử. Cũng theo New York Times, hàng nghị sĩ Cộng hòa bang Pennsylvania Scott Perry cũng sắp xếp để ông Trump gặp gỡ Clark, người ủng hộ các cáo buộc của ông Trump và cho rằng cuộc bầu cử đã bị đánh cắp. Luật sư Clark được cho là đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực của ông Trump nhằm gây sức ép với Bộ Tư pháp để đảo ngược kết quả bầu cử. One Journal dẫn nguồn thạo tin cho biết, trước khi tính đến phương án thay thế quyền Bộ trưởng Tư pháp, ông Trump tìm cách gây sức ép với cơ quan này để đề nghị tòa án tối cao vô hiệu hóa chiến thắng của Tổng thống Joe Biden. Tuy nhiên, những nỗ lực trong những tuần cuối cùng trong nhà trắng đó của ông Trump thất bại do vấp phải sự phản đối của các đồng minh ở Bộ Tư pháp. Những người này từ chối đệ đơn kiện lên tòa án tối cao với những cáo buộc vô căn cứ. Sau cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 năm 2020, ông Trump và đồng minh ra sức theo đuổi các vụ kiện gian lận bầu cử nhằm đảo ngược chiến thắng của Biden. Tất cả nỗ lực này đều thất bại và ông Trump chỉ công nhận kết quả bầu cử sau khi Quốc hội xác nhận hôm ngày 6 tháng 1. Mặc dù đã rời nhiệm sở, song ông Trump vẫn phải đối mặt với phiên tòa xét xử luận tội tại Thượng viện sau khi bị hạ viện luận tội kích động bạo lực liên quan tới vụ bạo loạn tại tòa Quốc hội hôm ngày 6 tháng 1. Nhiều người Mỹ ủng hộ việc luận tội ông Trump, theo RIA trong một cuộc khảo sát mới đây, hơn một nửa số người được hỏi ủng hộ việc luận tội cựu Tổng thống Donald Trump. Cụ thể, thông tin này được chứng minh bằng dữ liệu từ một cuộc thăm dò dư luận do Đại học Monmouth của Mỹ thực hiện được báo cáo vào thứ Ba, ngày 26 tháng 1. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng 56% số người hỏi ủng hộ việc luận tội lần thứ hai của ông Trump. Đồng thời, 92% thành viên Đảng Dân Chủ được thăm dò để ủng hộ sáng kiến này. Chỉ 13% thành viên Đảng Cộng Hòa đưa ra ý kiến tương tự. Ngoài ra, khi được hỏi liệu ông Trump có nên bị buộc tội kích động nổi loạn hay không, 52% người Mỹ trả lời đồng ý. Trong khi 57% đồng ý với ý kiến cho rằng nên cấm ông giữ các chức vụ trong chính phủ trong tương lai. Cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 21 đến 24 tháng 1 trong số 800 cư dân Mỹ. Cùng ngày, Hạ viện Mỹ chính thức đệ trình điều khoản luận tội lên Thượng viện. Theo đó, việc cáo buộc cựu Tổng thống Donald Trump kích động đám đông xông vào địa Capitol hôm ngày 6 tháng 1. Theo sau quy trình đưa bản luận tội đến Thượng viện, các thượng nghị sĩ một ngày sau sẽ tuyên thể gia nhập bộ thẩm đoàn để quyết định liệu ông Trump có kích động đám đông, tấn công vào tòa nhà Quốc hội Mỹ hay không. Cần 2 phần 3 số phiếu tại Thượng viện hiện gồm 50 thành viên Đảng Cộng Hòa và 50 thành viên về phe Dân Chủ trước khi kết tội ông Trump. Trước đó, hôm 22 tháng 1, lãnh đạo Đảng Dân Chủ tại Thượng vị Mỹ George Schumer thông báo quy trình luận tội của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu tại Thượng viện vào ngày 8 tháng 2. Đồng thời hôm 17 tháng 1, luật sư riêng của cựu tổng thống Rudy Giuliani tuyên bố với kênh truyền hình ABC News rằng ông là thành viên nhóm bảo chữa của cựu tổng thống Trump trong vụ luận tội. Ông Giuliani giải thích rằng ông sẽ trình bày các bằng chứng về sự gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống. Theo ông Giuliani, các đối thủ của ông Trump cáo buộc rằng những tuyên bố của ông về sự gian lận là kích động bạo lực, nhưng nếu có thể chứng minh được rằng thực sự có diễn ra gian lận thì phát ngôn của ông Trump trở thành quan điểm chính đáng luật sư giuliani lưu ý rằng những điều khác nhau về cách ông trump nên tiếp cận cuộc luận tội lần thứ hai với mình nếu họ quyết định đưa vụ việc ra tòa cần phản bác lại bản luận tội này là hoàn toàn bất hợp pháp ông giuliani nói luật sư của ông trump cho rằng kiểu quyết định như vậy tạo ra tiền đề để quốc hội có thể luận tội bất kỳ ai và về bất kỳ vấn đề nào chỉ trong vài ngày Ông Giuliani nhấn mạnh không được coi những lời nói của ông ấy là kích động bạo lực bởi vì đã có khoảng thời gian trôi qua giữa mốc phát biểu của ông Trump và sự kiện bạo loạn, trong khi khái niệm kích động là phải hành động ngay lập tức. Tin tiếp theo, chính quyền Biden sẽ bắt tay với đồng minh cứng rắn, ngăn Trung Quốc lạm dụng kinh tế. Tổng thống cam kết chấm dứt sự lạm dụng kinh tế của Trung Quốc trên nhiều mặt trận và cách hiệu quả nhất để làm điều đó là phối hợp với đồng minh và đối tác. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki khẳng định, chính quyền của tổng thống mỹ joe biden bắt đầu xem xét lại cuộc chiến thương mại của người tiền nhiệm với trung quốc và các hành động khác được thực hiện nhằm đối phó với bắc kinh đồng thời tuyên bố phối hợp chặt chẽ với đồng minh nhằm ngăn chặn sự lạm dụng kinh tế trên nhiều mặt trận của nước này Cam kết về cách tiếp cận kiên nhẫn, thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki ngày 25 tháng 1 cho biết, Tổng thống Biden sẽ có nhiều cách tiếp cận về Trung Quốc, trong đó bao gồm cả việc duy trì đòn thuế quan hiện tại. Và ông muốn đảm bảo rằng mọi bước đi của Mỹ được phối hợp với đồng minh và đối tác với cả Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa tại Quốc hội. Cuộc chiến thương mại Mỹ và Trung Quốc bùng phát năm 2018 dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump, hạ nhiệt một năm sau đó khi ông Trump và Phó Tủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1. Theo đó, Bắc Kinh cam kết tăng lượng hàng hóa và dịch vụ mua từ Mỹ. Ý định của Biden tiếp tục duy trì các đòn thuế quan đã trở thành trọng tâm trong mối quan hệ Mỹ-Trung, được xem như dấu hiệu về cách nhà lãnh đạo mới ở Mỹ giải quyết mối quan hệ song phương này. Bản phân tích dữ liệu thuế quan Trung Quốc do Viện kinh tế quốc tế Peterson tiến hành tuần trước cho thấy, Trung Quốc chỉ thực hiện 58% các mục tiêu đặt ra trong thỏa thuận thương mại giai đoạn 1. Điều này làm dấy lên câu hỏi về việc liệu thỏa thuận thương mại có khả thi hay không, cho dù không có sự ngắt quãng nào do đại dịch Covid-19 gây ra nhà trắng đang tiến hành đánh giá liên bộ ngành trên nhiều khía cạnh khác của mối quan hệ mỹ trung trong đó có cả một xác lệnh hành pháp của ông trump về việc cấm các nhà đầu tư mỹ mua sản phẩm của ba công ty công nghệ trung quốc tổng thống cam kết chấm dứt sự lạm dụng kinh tế của trung quốc trên nhiều mặt trận và cách hiệu quả nhất là làm điều đó thông qua sự phối hợp với các đồng minh và đối tác bà pisaki nhấn mạnh Tân Tổng thống Biden đảo ngược một số chính sách của người tiền nhiệm ngay trong ngày đầu nhậm chức, trong đó có cả việc đưa Mỹ trở lại Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, nhưng chưa có động thái nào liên quan trực tiếp tới Trung Quốc. Những gì Papisaki nói về cách tiếp cận của ông Biden tương tự với những điều mà ông Antony Blinken, người được đề cử giữ chức Ngoại trưởng, nói về Trung Quốc trong phiên điều trần tại Thượng viện hồi tuần trước. Tổng thống Trump đã đúng khi có cách tiếp cận cứng rắn hơn với Trung Quốc, dù tôi không đồng tình với cách mà ông ấy thực hiện trong một số lĩnh vực, nhưng về cơ bản đó là cách tiếp cận đúng và tôi nghĩ điều đó thực sự hữu ích cho chính sách đối ngoại của chúng ta, ông Blinken nói. Tin tiếp theo, ông Trump lần đầu lên tiếng tuyên bố mở văn phòng ở Florida ngay sau khi mãn nhiệm, Ông Donald Trump mở một văn phòng ở Florida hôm 25 tháng 1 để xử lý các công việc của ông đối với vai trò cựu tổng thống, tiếp tục thúc đẩy các chương trình nghị sự mà ông chưa thực hiện khi ở Nhà Trắng. Văn phòng này chịu trách nhiệm quản lý thư tín, các phát ngôn công khai, các hoạt động chính thức nhằm thúc đẩy lợi ích cho nước Mỹ và thực hiện chương trình nghị sự của chính quyền mãn nhiệm thông qua vận động tổ chức và hoạt động công khai. Thông cáo của văn phòng ở Florida của ông Trump cho biết Văn phòng trên được lập ra chỉ 5 ngày sau khi ông Trump mãn nhiệm. và biểu chia tay trước khi rời Washington DC đến Florida định cư, ông Trump tuyên bố sớm trở lại bằng cách nào đó. Ông được cho là cũng thảo luận với các trợ lý của mình về ý tưởng lập một chính đảng mới có tên gọi Đảng Ái Quốc hoặc Đảng MAGA đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại. Ông Trump hiện đối mặt với phiên xử luận tội tại Thượng viện sau khi bị Hạ viện luận tội kích động nổi loạn. Quá trình xét xử dự kiến bắt đầu từ ngày 8 tháng 2. Nếu Thượng viện quyết định kết tội ông Trump, họ có thể sẽ tiến hành thêm các cuộc bỏ phiếu để tước một số chế độ dành cho cựu Tổng thống và cấm ông Trump tham gia chính trường trong tương lai. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng ông Trump có thể một lần nữa được tuyên trang án ở Thượng viện như hồi đầu năm 2020 vì không có đủ 2 phần 3 số phiếu ủng hộ kết tội ở Thượng viện. Tin tiếp theo, tiết lộ về nút bấm bí ẩn xuất hiện trên bàn làm việc của Biden. Theo Business Insider, các bức ảnh chụp bên trong phòng bầu dục ở Nhà Trắng ngày 25 tháng 1 cho thấy nút bấm mới đặt bên cạnh điện thoại bàn của Tổng thống Mỹ Joe Biden, đúng vị trí của nút bấm gọi nước ngọt của cựu Tổng thống Donald Trump trước kia. Nút bấm này chưa xuất hiện trong các bức ảnh chụp ông Biden bên bàn làm việc trong ngày đầu nhiệm sở đầu tiên. Hiện chưa rõ nút bấm mới trên bàn làm việc của ông Biden có chức năng gì, dùng cho một hay nhiều mục đích khác nhau. Người tiền nhiệm của ông, cựu Tổng thống Trump, từng bố trí nút bấm trên bàn làm việc trong phòng bầu dục nhằm mục đích gọi nước ngọt, đồ uống ưa thích của ông. Ban đầu, một số ý kiến đồn đoán cho rằng có thể là nút bấm ra lệnh cuộc tấn công hạt nhân. Ông Trump tiết lộ về nút bấm này trong cuộc phỏng vấn năm 2017 với hãng tin AP và Financial Times. Khi đó ông nói, mọi người có chút lo lắng khi tôi bấm nút này, không chỉ ông Biden hay ông Trump sử dụng nút bấm kiểu này, trong hàng chục năm qua, tổng thống Mỹ như Barack Obama, George Bush cũng sử dụng nút bấm cho văn phòng bầu dục. Nó có thể dùng để gọi nhân viên Nhà Trắng mật vụ hay các quan chức khác. Giống như những người tiền nhiệm, khi tiếp quản Nhà Trắng hôm 20 tháng 1, ông Biden tiến hành thay đổi một số bài trí bên trong Nhà Trắng. Một trong những thay đổi đó là bức chân dung cựu tổng thống Andrew Jackson được thay bằng bức chân dung cựu tổng thống Franklin D. Roosevelt, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của tin tức 24 giờ TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều, mời quý vị hãy để lại trong phần bình luận video để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin kế tiếp của tin tức 24 giờ TV.